Rep em video gốc Hồn Thiện nhà này với anh. Rồi thì chào em nha. Thì đây là quá trình hoàn thiện của nhà máy Thái ở Long An nha. Hiện tại thì công trình này bên ngoài thì được lót đá và gạch trang trí nha mọi người. Đó, vị trí mình đang đứng đây là phòng bếp nè, phòng bếp và phòng ăn ở vị trí này nha. Đó, thì trên căn này thì có 3 phòng ngủ nha, với bề ngang là 8m, dài 20m nha, chứ bao gồm phần sảnh phụ. Vị trí này là một phòng ngủ nha mọi người. Phòng ngủ này có diện tích tầm khoảng 15m². Đó, vị trí này sẽ là một phòng phòng khách này. Rồi bên tay trái mình đây là phòng thờ nha mọi người. Đó, còn sau lưng phòng thờ thì sẽ có 2 phòng ngủ nha. Một phòng ngủ master này, một phòng ngủ ngủ nhỏ nha mọi người. Phòng thờ này một số anh chị hỏi là sử dụng nên sử dụng là vách hay là sử dụng lam gỗ trang trí. Thì nói chung là phòng thờ thì sẽ tùy thuộc vào mỗi chủ nhà nha. Ở đây thì mình sử dụng 2 cái cột tròn để trang trí nha. Có thể thì mình sẽ sử dụng lam gỗ trang trí cũng rất là đẹp nha. Đây là mặt bên ngoài của nhà nha. Thì ở trong video tiếp theo thì mình sẽ cập nhật cái hoàn thiện của căn này nha. Hiện tại thì cũng đang trong quá trình hoàn thiện và sắp bàn giao rồi nha mọi người. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.